Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Anh em nào chưa follow kênh thì mình follow kênh Mình Quả Chuông để theo dõi các kèo tiếp theo. Và nào chưa join các nhóm kênh Telegram, kênh Zalo thì cũng có thể join vào đó để tham khảo thông tin nhé. Thế hôm nay mình lại quay trở lại với cái sàn live.io. Thì hôm trước khi KYC nó rất chậm, hiện tại thì việc KYC đã cực kỳ nhanh rồi. Hôm kia mình KYC thì hôm qua là chưa đến 24 giờ là đã được xác minh, thì các bạn có thể vào xác minh nhé. Thì lúc đó trong tài khoản ví của chúng ta là sẽ có 15 đồng. Ở đây thì mình khai thác được một phiên cộng với giới thiệu được hai bạn thì mình có thêm 10 đồng nữa, tổng cộng là 27 đồng. Tuy nhiên như cái video đầu mình có nói là khai thác đủ tiền sẽ được bán, nhưng hiện tại mình thấy là họ vẫn khóa cái được hạn. Khi mình khai thác trong ngày được 2 đồng thì họ vẫn khóa nhé. Hôm mình khai thác là ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên hôm nay nhấn khai thác lại thì hệ thống báo lỗi. Tức là ngày hôm nay báo ngày hôm nay khai thác một lần một ngày. Thì không biết lý do tại sao. Thì các bạn có thể kiểm tra lại cái mục này nhé. Hiện tại mình chưa hôm nay mình chưa khai thác được. Mặc dù là hôm khai thác đầu tiên của mình là 20 tháng 7. Không biết nó có chọn cho khoảng giờ để vào khai thác không thì mình sẽ tìm hiểu sau. Thì việc KYC thì mình đã hướng dẫn các bạn cái video trước cũng khá là nhanh thôi, chủ yếu là các bạn đăng ký, sau đó nếu mà các bạn có thời gian mà có bạn bè mời gửi cho bạn bè cái link này, các bạn vào giới thiệu copy link này hoặc mã mời này thì bạn bè nhập vào, thì khi bạn mời bạn bè các bạn sẽ được 5 cái đồng lấy giờ. Tuy nhiên 5 đồng này cũng khóa nhé, cho đến hết thời gian aerobe. Thì khi đó mình không biết là cái giá trị của cái đồng coin sàn này nó về đâu. Như vậy thì chúng ta còn 86 ngày nữa, sau 86 ngày thì chúng ta mới biết là chúng ta có rút được cái đồng kia không, và lúc đó giá nít sàn của nó đang ở mức nào. Thì hiện tại thì giá nít sàn của cái đồng LIG nó đang là 0.774 USD nhé, cũng khá là cao, nó đang duy trì cũng khá là cao từ hôm nó niêm yết đến bây giờ. Và theo Twitter của họ thì là Twitter của họ mới có lượng người theo dõi là hơn 5.000, chưa có tích xanh. Thì mình nghĩ là trong thời gian tới thì họ sẽ đăng ký tích xanh hoặc tích vàng thôi. Cái tweet mới nhất của họ cách đây 6 giờ thì nó như này, mình sẽ dịch cho mọi người. Tất cả các lệnh rút USD đã bị khóa do rút tiền trên mạng TRC20, chúng tôi đã đánh dấu chúng vào trạng thái không thành công. Hiện chúng tôi đã mở khóa USD của bạn, tức là họ đã mở cho các bạn nào trước cái thời điểm 6 tiếng trước rút thì vẫn thì đã thông nhé. Có một cái thông báo quan trọng như này: bây giờ giới hạn rút tiền trên sàn Line đối với USDT là tối thiểu 50 đô nhé, và đối với đồng PYS thì là tối thiểu 200 đồng mọi người nhé. Bây giờ chúng ta không rút nhỏ được để người ta ổn định cái sàn, không là rút nhiều quá nó làm lỗi mạng, nhẽ mạng. Đây người ta cũng có một cái tweet như thế. Mình đánh giá đây là một cái kèo sàn để anh em cứ tham gia thôi. Thứ nhất là mình được miễn phí, thứ hai là nhất coi sàn nhì coi ví. Khi anh em đăng ký xong và KYC xong thì anh em được 15 đồng. Với mỗi ngày nếu anh em khai thác đều thì anh em sẽ được thêm 2 đồng nữa. Tuy nhiên 2 đồng này vẫn khóa cho đến khi nào được mở thì mình chưa biết, nhưng ít nhất là phải sau ngày airdrop, sau 86 ngày nữa thì chúng ta mới được rút, mình nghĩ là như thế. Hoặc chỉ ít chúng ta phải khai thác đủ 50 đồng video thì chúng ta mới rút được. Bây giờ giới hạn rút chuyển là 50 USDT mọi người nhé. Thì bạn nào chưa đăng ký thì có thể lấy mã giới thiệu của mình, link mình để dưới dòng mô tả. Thì nếu các bạn đăng ký thì mình được 50 cái đồng lấy vào để họ bonus cho.
Còn bạn nào đã đăng ký rồi thì các bạn cũng vào cái trang của các bạn lấy link giới thiệu và bạn bè để kiếm thêm phần thưởng là 5 đồng LIG nhé. Ngoài ra bạn nào chưa KYC thì chúng ta tiến hành KYC nhé. KYC rất đơn giản thôi, nhập khoản trước, nhập thông tin. Tí nữa chắc mình phải xóa cái bạn này rồi, mình là chính sách của Google nó không cho lộ thông tin cá nhân, nên là các bạn sẽ nhập đầy đủ thông tin cá nhân này theo cái thẻ căn cước, sau đó nhập mặt trước mặt sau của thẻ căn cước, số thẻ căn cước, sau đó là chụp ảnh selfie cá nhân với lại cái thẻ căn cước đó. Thì mình nghĩ là nếu chúng ta điền đầy đủ thông tin thì sau 24 giờ là đã xác minh đầy đủ và trong ví của chúng ta sẽ có đủ 15 cái đồng này giờ. Còn đặt cược thì vẫn thế, 3% cho 30 ngày, 3,45% cho 30 ngày đối với BNB. Thì anh em có thể tham khảo thêm nhé. Ok, video hôm nay mình kết thúc ở đây. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì mới đăng ký kênh để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí tiếp theo. Bạn nào đã đăng ký tài khoản này rồi mà chưa KYC thì tiến hành KYC. Bạn nào chưa đăng ký tài khoản thì có thể đăng ký dưới link mô tả, nhập mã ngoài của mình nếu ủng hộ mình. Cảm ơn anh em.